chúng ta đã thấy rõ ràng rồi nè. Đội nào đã chọn đến trước chúng ta thấy rồi nè. Nhưng bây giờ trọng tài xác định. Vẫn bây giờ trọng tài xác định. Rất là quan trọng. Nhà vô địch ở bóng sông Tranh. Công dân đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 2024. Các thuộc về ai đây? Tổng cấp 2 hay là bác thông của Bạc Liêu? Chúng tôi vẫn đang chờ. Giờ bây giờ thưa quý vị và các bạn, giây phút mà chúng ta nãy giờ chờ đợi còn hơn là để xem trận chung kết nữa. Đó là kết quả của trận chung kết. Và bây giờ chúng tôi đã nhận được kết quả của trọng tài rồi. Chức vô địch thuộc về đội mà chúng ta nãy giờ đã thấy trên màn hình, đó là thưa cái nấu
Trong những ngày qua, đồng bào dân tộc Khmer khắp miền sông nước Nam Bộ được sống trong bầu không khí vui tươi, thấm tình hữu nghị với những hoạt động rất ấn tượng và sôi nổi trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, du lịch và thể thao. Nhạc đặc đồng, nhạc đồng nam, ta sẽ được chơi tận lại trên tim bề tình. Nam bình mang ngay cầm đồn, chân đường chỉ thái nay đồng bằng Nam Bộ, bàn ở rốt đồng bằng giá cả đó sắp bay rì rì. Nam Bộ bình tự đau chân đông bất tập thiên, ba bình nam sẽ cắt bạc thêm đọc chật chật. Nam bình nam bình xanh, quá bạc thỏ, sắp lập bạc, sầm đêm bằng bé, cây lá, tay sẽ cho nâng khó trên đạo hồn. Kính thưa quý vị, đây là những hoạt động hết sức thiết thực để cụ thể hóa nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến tham dự lễ bế mạc, về phía lãnh đạo bộ ngành trung ương, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Sơn Phước Hoàng, nguyên thứ trưởng, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc. Về phía lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Văn Mẫn, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hồ Thị Cẩm Đào, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Chí Công, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Hùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, phó trưởng ban tổ chức lễ hội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Tấn Hòa, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng, phó trưởng ban tổ chức lễ hội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Khởi, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, phó trưởng ban tổ chức lễ hội. Ban tổ chức trân trọng chào đón các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Hòa thượng Tăng Nô, phó pháp chủ hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, hội trưởng hội đoàn các sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ban tổ chức cũng trân trọng chào đón các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, đại diện các chùa có nghe ngò thi đấu tại giải năm nay. Ban tổ chức vui mừng chào đón đại diện lãnh đạo hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào đón các đơn vị tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng, tập đoàn Bamboo Chất Kỹ Thuật, công ty cổ phần hạ tầng GLS, công ty cổ phần tập đoàn TNT, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm bánh mía Lạp Xưởng Tân Huy Viên, tập đoàn Sao Mai, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, cùng đại diện các đơn vị tài trợ và chào đón đông đảo quý khán giả đang có mặt tại khán đài Lugano, đông đảo quý khán giả đang có mặt tại hai bên bờ sông Mát Vê Đô xinh đẹp của thành phố Sóc Trăng và quý khán giả đang theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp của truyền hình Sóc Trăng, vỗ tay để chào mừng. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể quý khán giả, qua hai ngày trên tàu sôi nổi trên dòng sông Mát Vê Đô xinh đẹp, đến giờ này lễ hội ốc bông bóp đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần văn hóa thể thao và du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Khởi, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, phó trưởng ban tổ chức lễ hội và ngày hội văn hóa thể thao và du lịch phát biểu bế mạc. Trân trọng kính mời ông Lớp Nguyễn Văn Khởi, sẽ mang chiếc
lại cùng bà con đang xem và theo dõi truyền hình trực tiếp lễ hội ốc con bóp tôi đi ngôi Sóc Trăng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tình văn hóa thể thao và du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân du khách, nhất là đồng bào dân tộc Khmer trong cả nước. Trong khuôn khổ lễ hội có 11 hoạt động đã được tổ chức theo kế hoạch đề ra. Mỗi hoạt động đều được chuẩn bị chú đáo, công phu đã khắc họa nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng. Đặc biệt là giải đua ghe ngò là một hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Cái sự tham gia có 60 đội, 53 đội nam và 7 đội nữ, trong đó có 48 đội ghe ngò từ các địa phương trong tỉnh và 12 đội ghe ngò từ các tỉnh bạn, với hơn 7.000 vận động viên tham gia. Ước trong 2 ngày diễn ra giải ghe ngò đã thu hút hơn 200.000 lượt người xem và cổ vũ, tăng 30% so với năm 2023. Thông qua các hoạt động lễ hội hôm nay, tỉnh rất phấn khởi khi đã thu hút được khoảng 620.000 lượt đại biểu và du khách, có gần 1.500 khách tế về tham gia và tham quan các hoạt động, tăng 10% so với năm 2023. Trong đó có hơn 19.000 lượt khách lưu trú, tăng 2.000 lượt. Tổng doanh thu các hoạt động ước đạt trên 80 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ. Qua đó đã giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh Sóc Trăng đến du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thu hút đầu tư và du lịch. Đây là cơ hội để tỉnh tiếp tục định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực và dựa trên tiềm năng thế mạnh của tỉnh theo quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến thời điểm này chúng ta có thể vui mừng khẳng định rằng lễ hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến nhiều niềm vui cho bà con tỉnh nhà và du khách. Để có được những thành công trong lễ hội năm nay, ban tổ chức trân trọng cảm ơn các bộ ngành trung ương đã quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công sự kiện này. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đến dự và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia các hoạt động của lễ hội. Tỉnh Sóc Trăng xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các nhà tài trợ đã đóng góp nguồn lực quan trọng góp phần cho sự thành công của lễ hội. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên triển lãm và truyền thông Tân Tú đã phối hợp tổ chức thành công chương trình khai mạc lễ hội. Ban tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh các sở ngành đoàn thể địa phương, biểu dương các cán bộ chiến sĩ, các tình nguyện viên, sự ủng hộ của nhân dân và du khách làm nên một lễ thành công như mong đợi. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin kịp thời các hoạt động của lễ hội đến với công chúng. Thưa quý vị đại biểu, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ hội trong điều kiện tỉnh nhà còn rất nhiều khó khăn, cùng với lúc đón tiếp nhiều đại biểu du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan các hoạt động. Mặc dù ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch đón tiếp, nhưng công tác gọi nhiều chính sách bằng những tình cảm và sự mến khách, ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm của quý đại biểu. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ hội ốc con bóp đuôi ghe ngò Sóc Trăng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần văn hóa thể thao du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đặt lễ đại năm sau. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Khởi. Và thưa quý vị, bây giờ là giây phút mà tất cả chúng ta cùng chờ đợi, đó chính là phần trao thưởng dành cho các đội xuất sắc nhất. Trước tiên là phần thưởng dành cho các đội ghe ngò nữ. Xin mời đại diện đội đầu sáu đến từ Bạc Liêu lên sân khấu nhận giải tư. Lăng Hoàng Mẫu, trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng sẽ lên sân lễ trao giải đưa cho đội đầu sáu đến từ Bạc Liêu.
rẻ tươi, gồm cờ và tiền thưởng là 50 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn ông Lâm Hoàng Mẫu và chúc mừng đội đầu số Bạc Liêu. Và ngay sau đây, xin mời đội Cốc Thung cũng đến từ Bạc Liêu lên sân lễ nhận giải ba. Xin được trân trọng kính mời ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội lên sân lễ trao giải ba cho đội Cốc Thung đến từ Bạc Liêu. Xin trân trọng kính mời
sẽ lên sân lễ để trao giải tư cho Moody Sakeo. Thưa quý vị, phần thưởng cho đội Gang Quang Nam đạt giải tư gồm cờ và tiền thưởng 80 triệu đồng. Xin chúc mừng. Trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Lý. Một lần nữa chúc mừng Moody Sakeo thành trị. Và tiếp theo, xin mời đội Salon Mỹ Xuyên sẽ lên sân lễ nhận giải ba của hội đua năm nay. Xin mời. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ lên sân lễ để trao giải ba cho Salon Mỹ Xuyên.
Chùa nào? Dạ, chùa Chí Hồi. Thua phải không? Thua. Ăn nhớ coi hai ghe. Ghe nam ghe nữ, ghe nữ luôn. Dạ, để chở chở cô âm về phải không? Ừ. Tại vì đi theo ghe. Đây chùa nè, sàn cái nè. Ở sàn cái ăn rồi. Sàn cái không có gì đâu. Không có ghe em làm.